6 thực phẩm dễ làm tăng đường huyết. 1. Khoai lang giàu vitamin, chất xơ nhưng cũng chứa nhiều carbohydrate, được xếp vào nhóm rau củ giàu tinh bột. Người tiểu đường ăn nhiều khoai lang có thể làm tăng lượng đường trong máu. 2. Nước trái cây tươi cung cấp chất xơ, vitamin, carbohydrate. Tuy nhiên, người tiểu đường uống nước ép ngọt, chứa nhiều đường như nước ép xoài, nước ép dứa, nước ép táo, chuối, không tốt cho sức khỏe. 3. Hoa quả sấy khô chứa carbohydrate lành mạnh nhưng nhiều đường, có chỉ số đường huyết trung bình đến cao. Chuối sấy, nho khô khiến đường huyết tăng nhanh, khó kiểm soát. 4. Sữa bò cung cấp canxi tốt cho xương, thúc đẩy chiều cao. Uống quá nhiều có thể làm lượng đường trong máu tăng cao. Người tiểu đường nên chọn sữa ít đường, ít béo. 5. Bánh mì, mì ống làm từ lúa mì nguyên cám, cung cấp nhiều chất xơ, vitamin cho cơ thể nhưng nhiều carbohydrate. Thực phẩm nhiều tinh bột này phải qua chế biến nhiều, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe người tiểu đường. 6. Chuối chín chứa nhiều đường. Ăn nửa quả chuối chín không dẫn đến thay đổi nhiều trong cơ thể, nhưng tiêu thụ một quả trở lên có thể tăng đường huyết do hàm lượng đường trong loại quả này cao. Lượng carbohydrate trong chuối dễ gây ảnh hưởng đến đường huyết của bệnh nhân tiểu đường. 6 thực phẩm dễ làm tăng đường.